Bà con nông dân và các bạn, hôm nay mình sẽ quay vườn hồng xiêm khổng lồ nhà mình, nó đang ra hoa. Đây là vườn hồng xiêm khổng lồ nhà mình, vườn khoảng tầm 500 cây. Nó chỉ cao hơn mình quay khỏi cái đầu thôi, nhưng mà cái gốc của nó thì lại quế rồi lại bông. Mọi người thấy không, thì cái gốc nó như thế này thôi mà ra bông từ gốc lên tới ngọn luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái vườn nhà mình nha. Mọi người thấy cái hồng xiêm khổng lồ này nó có giống như có nhìn thấy cái lá này như ở ngoài thị trường bán không? Cây này thì trồng đã được 3 năm rồi. Bây giờ thì hiện tại nó đang ra bông từ trong thân của nó ra. Mọi người có thấy hoa này có giống như hoa thường mình thường gặp không? Đó, mọi người nhìn xem. Mọi người có thấy cái lá này không? Nó dài khoảng 2 găng tay của em á mọi người. Lá thì xanh mướt, có gân của nó. Chỉ có cái lá hoa loại này thì cây như thế này thì nó mới ra trái cho mọi người thôi. Còn những cây khác thì nó không có. Theo em đi, mọi người theo chân của em đi vào trong để coi nhiều cây khác. Đây mọi người, như mọi người đã thấy thì cái cây này nó để đậu bông và nó để thành trái rồi. Như mọi người đã thấy thì nó để đậu giúp như một nhành như thế này này, nó để ra nhiều trái rồi. Có thể là một trái như thế này thì tầm khoảng 2 đến 2,5 kg. Mọi người thấy không, từ dưới gốc lên tới thân ra tới nhành thì nó vẫn xum xuê là trái, để đậu hết rồi nha mọi người. Trái bự bằng nhỏ hơn ngón tay út của mình một xíu. Đó. Mọi người thấy không? Mọi người nhìn kỹ này, cái này nó đã bự bằng ngón tay út của mình rồi nè. Mọi người nhìn thử nè, nó to bằng ngón tay út của mình rồi đó. Thì một ngành như thế này thì không biết bao nhiêu nó đậu, không biết bao nhiêu là trái. Thì thưa với mọi người, thì hiện tại vườn nhà em thì đang chiết cành. Thì mọi người muốn mua thì mọi người liên hệ trên số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đây, em sẽ... cây nhỏ như thế này thì bên vườn nhà em để hiện tại để chiết cành rồi nha mọi người. Việt Nam thì vườn nhà mình mới có. Còn mua cây ươm từ hạt thì từ 10 đến mười mấy năm mới có ra trái cho mọi người. Còn cây em thì chiết cành thì tầm 1 năm đến 2 năm thì nó sẽ có trái cho mọi người. Cái cây cái như một như thế này mà ra một lần một cái 2,5 kg thì nó không có chịu lực được. Nên là mình sẽ rứt mấy cái bông nhỏ này đi, để một nhành một như thế này thì chỉ một cái thôi, để ra nó trồng lượng nó to hơn. Đó, thì mọi người thấy chừng cái bông như thế này, nhỏ như thế này mà nó lại đậu một cái 2,5 đến 3 kg thì mọi người nghĩ như thế nào? Thì nếu mọi người muốn khám phá về cây hồng xiêm khổng lồ này thì mọi người hãy đăng ký kênh ở bên phải để theo dõi về cây hồng xiêm khổng lồ này bên em nha. Xin chào bà con nông dân và mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tới nha. Bye bye mọi người.